Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Một trận tâm ma với ba môn phái rất khó kết hợp với nhau, đó chính là Hoa Sơn, Vạn Hoa và Minh Giáo. Và bây giờ chúng ta lại chuẩn bị có giao tranh với một team dường như là cầm tay rồi anh em ơi. Mình thấy có vỏ đàn, Tiêu Dao ngá mấy lướt vào. Rồi Tiêu Dao vẫn chưa lóc, Tiêu Dao lóc được Vạn Hoa rồi. Hiện tại vỏ đàn đã bị mất hơn 50% máu, vỏ đàn chuẩn bị, vỏ đàn lên bạn điểm số anh em ạ. Quá tuyệt vời. Nga Mi đã không đặt vòng kịp lúc để hỗ trợ cho Võ Đan, cũng như Võ Đan không sử dụng cái thế đó là hồi máu mà nhảy vào lĩnh để đánh anh em ơi. Trong tình huống đó chúng ta đã kết thúc được hai thành viên team đội bạn, đó chính là Nga Mi, Võ Đan. Tiêu Dao đã thoát được về khu vực số 1. Quá tuyệt vời cho một team phải gọi là khá là xấu trong tầm ma mà anh em vẫn có thể win giao tranh được với một team rất mạnh, đó chính là Tiêu Dao, Võ Đan, Nga Mi. Trong team của mình thì Hoa Sơn và Vạn Hoa là hai môn phái vừa được chỉnh sửa lại để tăng sức mạnh khá nhiều. Minh Giáo thì cũng chỉnh sửa nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà nói gì thì nói về Hoa Sơn và Vạn Hoa thì cần phải có những tăng cơ cứng anh em mới chơi được anh em ạ. Team này thật sự là rất khó đánh nha. Rồi, trận tâm ma hôm nay đến từ server đó là S500, được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Dũng Võ. Bây giờ chúng ta còn 24 đội trong bản đồ tâm ma này. Các thành viên của mình sẽ tiếp tục ở lại đây ôm farm để kiếm tài nguyên, sau đó mua bí kíp, hay là anh em sẽ di chuyển sang những ô khác để chúng ta tránh nạn đây. Wow, Hoa Sơn hiện tại vẫn chưa mua con ngựa luôn anh em ạ. Chúng ta quyết định mua bí kíp trước. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực số 14. Trong này có một team, có lẽ là team treo rồi. Wow, một combo rất nhanh chóng luôn anh em ạ. Tuyệt vời. Còn Hoa Sơn này thì anh em, nếu mà chúng ta BK cứng tay, chắc tay và dạng tay nữa thì ta nói nó trâu cực kỳ anh em ạ. Có với khả năng hồi máu cực kỳ bá đạo, nhưng phải gọi là rất khó để có thể chơi được một phái này. Và bây giờ chúng ta còn 22 đội. Rồi, bây giờ các thành viên của mình sẽ làm gì tiếp tục? Đây có team. Trời ơi, Thiên Sơn. Hai con hệ thủy. Rồi, rồi, đây nè, lướt một cái nữa. Trời, ta nói bên này có Vạn Hoa. Bạn hệ thủy bạn chạy đi đâu bạn ơi? Chiêu hay. Như vậy là chúng ta kết thúc được cả Huyền Thủy Thiên Sơn. Tiếp tục là Minh Giáo đã lên bảng điểm số. Quá ghê gớm luôn anh em ạ. Bây giờ thì các thành viên mình bắt buộc phải hồi máu. Như vậy hiện tại chúng ta còn 18 đội. Và chỉ còn khoảng 20 giây nữa thôi là ảo tượng xuất hiện. Rồi, cái kèo này thì hơi khó cho Minh Giáo rồi. Minh Giáo hồi máu hơi chậm, Minh Giáo phải chờ sang vòng số 2 thôi anh em ạ. Với Hoa Sơn thì anh em cần phải canh được cái chiêu Thiên Thân Đảo Huyền. Cái chiêu này sẽ có hai tác dụng hồi máu khác nhau anh em ơi. Khi chúng ta nhận sát thương, chúng ta búp được chiêu này lên đó, thì lên cái thuẫn chúng ta sẽ chuyển hóa sát thương thành hồi sinh lực. Và khi anh em lên được bí kíp trung của chiêu này, chúng ta sẽ được tăng thêm 50% hút sinh lực nữa. Một con số khá là ấn tượng đúng không? Bây giờ thì ảo tượng đã xuất hiện và các thành viên chúng ta lại tiếp tục hồi máu rồi. Thì BK con Hoa Sơn này nói chung là cũng rất khó. Nhưng mà mình sẽ có một số mẹo để anh em combo mở combat trong cái hoạt động tâm ma này nha. Mở combat với con Hoa Sơn này, anh em có thể sử dụng cái chiêu số 3, đó là chiêu Triều Dương Kiếm Khí, để chúng ta mở giao tranh tầm xa, hỗ trợ khống chế, sau đó anh em có thể lướt vào và chúng ta dùng chiêu cuối. Đó. Rồi sau đó mình canh chiêu 1 để mình hồi máu thôi anh em ạ. Đó là cái cách combo theo thứ tự như vậy, đó là 3 2 4 1. Tiếp tục mua bí kiếm và chúng ta lại có ngựa rồi. Bây giờ khu vực số 5 vẫn còn cao tượng anh em ơi. Chúng ta có di chuyển về hay không? Các thành viên chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực số 5, số 5, số 5 lướt vào, có cái bàn bên này. Wow, Huyền Thủy một thiên vương nữa, thiên vương đã lên 7x rồi. Huyền Thủy cũng chỉ còn 50% máu, cái bàn đang dồn rất nhiều sát thương về đội hình chúng ta. Minh Giáo đang bị yếu máu rồi anh em ơi, họ vẫn đang phản kèo rất kịch liệt. Vạn Hoa vẫn tiếp tục tung các kỹ năng, thiên vương đã yếu máu rồi, thiên vương xoay chùy, chúng ta né đòn xoay chùy của thiên vương. Như vậy là trong pha giao tranh vừa rồi, cả hai bên đều tổn thất máu rất nhiều. Nhưng có lẽ chúng ta có ưu thế hơn bởi vì Vạn Hoa vẫn còn rất nhiều máu. Nhưng mà buộc lòng các thành viên của mình cũng phải rút về khu vực số 14 thôi anh em ạ. Rồi, kèo vẫn đang khá là khó cho đội hình của mình. Một viên máu. Rồi, Hoa Sơn ăn luôn đi anh em ơi. Wow, Hoa Sơn định nhường viên máu đó cho Minh Giáo, nhưng có lẽ Minh Giáo
đã hồi được lượng máu ổn định rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục farm và hồi máu tại khu vực số 15. Hiện tại bản đồ chúng ta vẫn còn 13 đội. Tài nguyên xuất hiện rồi nha anh em ơi, chúng ta nhớ là phải check tài nguyên nha. Tầm ma bây giờ anh em phải quan tâm đến những cái mốc giờ để chúng ta kiểm soát tài nguyên. Rồi, một viên máu nữa kìa, quá thơm luôn. Như vậy chúng ta đã full máu. Đó, bây giờ anh em làm gì đây? Mình sẽ tiếp tục di chuyển để tìm kiếm những tiềm năng yếu máu. Hay là chúng ta tiếp tục farm anh em ạ? Các thành viên của mình chuẩn bị di chuyển. Tới này có team rồi. Wow, một vỏ đàn, thiên sơn và một con gì nữa em ạ? Vạn hoa. Rất nhanh luôn em ơi, tuyệt vời. Đội hình của mình phải gọi là sốc đam rất mạnh. Vạn hoa thì khỏi bàn cãi rồi đúng không anh em? Con này bây giờ nó dùng đam hơi bị kinh khủng. Và đặc biệt trong tâm ma này, vạn hoa được bảo kê, được đánh thì không có ai chịu nổi với những cái combo của vạn hoa. Minh giáo thì anh em quá quen thuộc rồi. Chỉ có con hoa sơn thì hơi mới lạ với anh em đúng không? Lướt vào và như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc. Chúng ta vẫn còn 11 đội để tiến tiếp vào vòng số 2. Và các thành viên của mình hiện tại đang có mặt tại khu vực số 17, có team chuyển tống về, đó là Huyền Thủy Thiên Sơn. Như vậy chúng ta đã kết thúc được Thiên Sơn, tiếp tục đó là Huyền Thủy luôn anh em ạ. Rồi, xem thương nhân ở đâu anh em ơi. Bây giờ team chúng ta rất cần phải di chuyển về thương nhân để cho hai môn phái lấy bí kíp, đó chính là Hoa Sơn với Minh Giáo. Wow, khá là xa anh em ạ. Khá là xa. Bây giờ các thành viên chúng ta đang chờ đợi tài nguyên xuất hiện. Chắc chắn là sau khi mở cái xong cái rương này anh em sẽ tiếp tục di chuyển về khu vực số 5. Rồi, tới luôn bác tài ơi, một đội đã lên bảng điểm số rồi. Chúng ta có thêm một cái rương ở khu vực số 5 và các thành viên của mình lại tiếp tục mở rương. Ây da, một cái rương nổ rất chi là đau. Rồi, đang full kỹ năng, tiếp tục di chuyển lấn về thương nhân khu vực số 3. Đó, đó, tới công chuyện, lướt vô, không ai cả anh em ạ. Và tài nguyên tại khu vực số 4 đã bị chết rồi, chúng ta cẩn thận nha. Có team lướt vào Dương Môn, rồi có cả Huyền Thủy nữa, đội bạn đã bị tàn phế, không làm được gì anh em ạ. Quá khó chịu, Dương Môn đã lên bảy, tiếp tục lướt một phát nữa. Một phát thiên thân, một phát thiên thân nữa em ơi. Đó, chạy đâu, chúng ta có triều dương kiếm khí đây. Tiếp tục tàn phế chiều cuối. Ây da, mất chiều cuối rồi em ạ. Cái đó chiều cuối là con Huyền Thủy nó đã lên bảng điểm số rồi. Lướt. Ây da, tiếc. Chích nó một cái nữa em, chích một cái nữa. Chiều cuối, tàn phế các kiểu, tàn kiếm lên 7x luôn. Và Minh Giáo chúng ta đã lên 7x rồi em ạ. Ôi, tình huống đó thì chúng ta ấn cái chiêu cuối ở khu số 1, có lẽ là Huyền Thủy đã lên bài điểm số rồi. Anh em lướt thì nó bị xịt một chút. Tiếc quá anh em ạ. Rồi, bây giờ thì các thành viên của mình đã mua được các loại tăng cấp bí kíp. Và chúng ta nhớ tăng lên chiêu thiên thân đảo huyền. Chích cái hồi máu cho anh em coi nè. Chiêu 1, đó, chiêu 1 anh em ơi, chiêu 1. À dạ. Chiêu 1 nha, hồi máu nha, gom lại đi. Anh em chích chiêu 1 vô. Chiêu 1, ây da, chiêu 1. Đó, hay không, 23.000 máu, tuyệt vời. Trời, Hoa Sơn là anh em phải biết cả chiêu hồi máu của nó nha anh em ơi. Bây giờ chúng ta còn 7 đội và các thành viên của mình đã hồi được lượng máu khá là ổn rồi anh em ạ. Tiếp tục mở rương. Quan trọng nha anh em, mở rương, chết đồ ăn, kiểm soát tài nguyên. Vấn đề cốt lõi để anh em có thể giành chiến thắng tâm ma. Chúng ta vẫn còn 7 đội và phải nói là cái team này bây giờ sốc đam. Với Hoa Sơn mở combat đầu anh em có khả năng làm tàn phế. Có team anh em mà đó là Trường Ca rồi. Tiếp tục chiều cuối luôn. Wow, dồn rất nhiều sát thương. Tuyệt vời. Và anh em thấy là chúng ta đã kết thúc được một Trường Ca. Hoa Sơn vạn hoa lên rồi. Lướt vô, chích chiêu 1 một cái, tiếp tục lướt, tiếp tục nói chung ấn chiêu tại lê học mẹ đi với. Và Ngami đã bị kết thúc, tiếp tục đó là côn luôn. Rồi, tuyệt vời, ông mặt trời luôn anh em ạ. Quá phê. Thứ tự combo của Hoa Sơn á, thì anh em hãy nhớ cho mình đó là 3-2, 3-2-4-1 nha. 3-2-4-1, đó là cách combo của Hoa Sơn. Chiêu triều dương kiếm khí là chiêu số 3 để mình mở combat tầm xa. Chiêu số 2 là chúng ta lướt.
Anh em chú ý nha, chiêu lướt của cái chiêu số 2 đó là chiêu thiên thân đảo huyền. Nó sẽ giúp anh em được 2 giây miễn dịch khống chế sau khi anh em lướt thành công. Bây giờ thì ảo tượng đã xuất hiện được hơn 50 giây. Wow, các thành viên chúng ta đang cố gắng ôm farm để hồi máu cho Minh Giáo. Dường như Minh Giáo chưa có bí kíp hồi máu anh em ạ. Phần sơn nào Minh Giáo ơi, phần sơn đâu rồi? Chưa thấy cái phần sơn đâu cả. Mọi người một việc, anh em thấy không? Minh Giáo đang cấm đầu hồi máu và cả thành viên chúng ta vẫn tiếp tục mở rương. Tính ra trận này Minh Giáo hơi tạ nha anh em. Tạ đây là bị yếu máu và không hồi máu được, chứ không phải nói về BK anh em ạ. Chúng ta có Nga Mi, có Dương Môn. Wow, Hòa Sơn rất dũng cảm luôn anh em ạ. Vẫn lao vào, mặc dù Dương Môn có quần mà Dương Môn nó vẫn chạy. Bùm một cái, một vệt máu tiếp tục lướt. Một cái nữa. Trời ơi, tức quá anh em ơi. Quay qua như vậy chúng ta đã kết thúc được Nga Mi rồi. Phần còn lại thì có lẽ Hoa Sơn rất khổ báo tiếp tục lướt. Chiêu 3, một chiêu lướt cái nữa. Chọt nè, chọt. Và như thế chúng ta đã kết thúc được Dương Môn. Còn Hoa Sơn này ngoài những kỹ năng, những cái skill ra, anh em nhớ là phải spam kêu đánh thường nhiều vô nha. Tại vì chiêu đánh thường nó cũng giúp cho con Hoa Sơn tạo được khá là nhiều sát thương anh em ạ. Phòng tổng tiêu sử đi anh em ơi, tiêu sử Thừa Long đi ha. Triều Dương kiếm khí anh em đã lên chiêu này à. Và lên tiêu sử Thừa Long trước cũng được, đó là chiêu gây sát thương gọi là chính của một phái Hoa Sơn. Như vậy chúng ta còn 4 đội trong bản đồ tâm ma thôi. Và anh em thấy là những cái team gọi là bá đạo đã bị chúng ta đánh đuổi một cách tơi tả. Ba đội rồi anh em ạ, đã có một đội nữa phải lên bảng điểm số. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục di chuyển về khu vực số 3. Bên khu vực số 3 có cái gì đây ta? Như vậy thời gian của vòng số 2 chuẩn bị kết thúc rồi và chúng ta bây giờ phải tản ra để đi check tài nguyên. Wow, một cái bảo kích về cho Hoa Sơn nữa, tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị bước về vòng số 3, thêm một cái bảo kích nữa anh em ạ. Hoa Sơn ăn bảo kích. Các thành viên của mình đang có mặt tại khu vực số 6 để tiếp tục chiến đấu cho vòng số 3 và chúng ta bắt đầu di chuyển về khu vực số 1 rồi. Hiện tại mình vẫn chưa biết được trong bản đồ tâm ma này vẫn còn bao nhiêu chiến đội. Rồi đấy, một team 3. Wow, chúng ta lại tiếp tục khống chế rồi. Tiếp tục Trường Ca lên bảng điểm số. Thiên Vương và Võ Đan đang cố gắng chạy. Wow. Anh em biết cái sự khó chịu của đội hình này đó là gì không anh em ơi? Với cái khả năng tàn phế của con Hoa Sơn rất mạnh. Lướt một phát chiêu 3 và cuối cùng chúng ta đã kết thúc được Võ Đan. Dường như là Thiên Vương cũng đã bị kết thúc luôn rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta còn một đội trong bản đồ tâm ma, quá tuyệt vời. Và đó là Hoa Sơn, nếu mà anh em BK chắc tay thì đây rõ ràng một phái cực kỳ khó chịu. Như vậy chiến đội còn lại đó chính là Thiên Vương. Tiếp tục lướt nữa anh em ạ. Thiên Vương đã lên 7x. Tiếp tục lướt, chúng ta chuẩn bị hồi chiêu Triều Dương, chích một cái cho nó tàn phế anh em ơi. Wow. Sau clip này rõ ràng anh em thấy là con Hoa Sơn cực kỳ khó chịu và có khả năng hỗ trợ combat rất tốt cho team. Rất tốt nha anh em, bởi vì những cái hưởng tàn phế của con Hoa Sơn nó tạo ra phải gọi là khó chịu cực kỳ. Quan trọng của con này đó là anh em phải canh chiêu và chúng ta phải hồi máu được cho bản thân của mình nha. Rồi chiêu 4 luôn. Ui da, cái đó mà chiêu 4 xuống một là một tấn sát thương anh em ạ. Chích chiêu 1 lên máu, chiêu 4 anh em. Tiếc quá, anh em sử dụng chiêu lướt hơi nhiều, chúng ta có chiêu 4, chiêu đó là chiêu dồn sát thương cũng khá đau anh em ạ. Và như vậy là trận tâm ma đã kết thúc rồi. Những người đồng đội của chúng ta đã rất tuyệt vời cho cái trận tâm ma này. Và nếu như anh em yêu quý cái trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.